Đây là điều chiếc TV ở nhà bạn không làm được Ai mọi người nhìn đi Mình có thể di chuyển nhanh giữa các cái menu và các chủ đề bằng cái con chuột bay này rất là hay ha. <laughs> Nói vui vậy thôi và các bạn sẽ thấy rằng là những bạn nào đang dùng TV LG Thì đều đã có cái này từ rất là lâu rồi Và đây chính là một trong những cái điểm đặc trưng và thu hút nhất đối với người dùng Bởi vì nó đem lại trải nghiệm khi lướt web hay kéo danh sách dài xem Netflix hay Youtube Nó cũng tiện hơn khoảng 9.000 lần luôn Thế nhưng mà trong video ngày hôm nay thì mình không muốn nói về điều đấy bởi vì nó là một cái điểm đã có từ xưa Còn mình mời các bạn sẽ đến xem cái những cái bộ sưu tập về tranh nghệ thuật của mình đang có trị giá lên đến hàng trăm tỷ đô la mà mình không tốn một xu nào để mà mua treo ở nhà cả Đấy các bạn nhìn thấy các cái khung tranh của mình trông nó có kiệt tác Nó xuất sắc và đi vào lòng người không Và chưa kể dừng lại đấy Đây là cái hình ảnh của cái tựa game Lúc mà mình chơi trên cái tivi này hỗ trợ HDR Anh em thấy có khác biệt không? Được rồi Thế thì mình sẽ đánh giá chi tiết về chiếc TV LG OLED EVO Mà mình thực sự qua những cái thời gian trải nghiệm Mình phải thấy là nó xứng đáng đến từng xu Noise Nói về OLED thì không phải bàn cãi về đây là một trong những công nghệ hàng đầu rồi Từ smartphone, này, laptop, này, TV này, Ai cũng mong muốn có cái tấm nền OLED này Về TV OLED thì là ao ước Nhưng mà thực sự là mức giá của nó ngày xưa khá cao Nhưng bây giờ thì đã được chia ra nhiều dòng Như OLED LG có A, B, C, G, Z Có 5 dòng này phục vụ cho nhu cầu của từng người và thậm chí TV của họ đã đạt rất nhiều giải thưởng như là TV OLED cao cấp nhất hay là TV gaming Ui các bạn thấy không? TV gaming Hôm trước làm video đấy xong mọi người bảo không ngờ TV giờ cũng có gaming Màu sắc hiển thị chính xác, màu đen tuyệt đối và độ tương phản vô hạn chính là cái điểm mà khiến cho người ta bị thu hút Mỗi khi các bạn xem phim thì các bạn cảm thấy rất sướng Nhưng dùng hàng ngày ở trong một không gian to thế này các bạn thấy một cái hạn chế của TV OLED đó là độ sáng chưa cao Chính vì vậy năm nay LG đưa ra một tấm nền gọi là OLED EVO thì nó sẽ cải thiện độ sáng lên khoảng 20% so với tiền nhiệm Tức nghĩa là các bạn vừa có những điểm mạnh trước đây nhưng lại còn tốt hơn Mình sẽ có một cái video so sánh giữa TV OLED này và một thế hệ trước cho các bạn xem sau để các bạn sẽ hình dung một cách tốt hơn Bây giờ thì chúng ta sẽ đi sâu vào các cái chế độ hiển thị hình ảnh của nó cái mà các bạn dễ dàng bị thu hút đó là chất lượng hiển thị của nó có rất nhiều các mức khác nhau như ở chế độ tiêu chuẩn này hay là mình có chế độ sống động chế độ này sẽ cho hình ảnh tươi sáng cũng như bắt mắt hơn độ sáng cao nhất là khi anh em chơi game cái khung cảnh nó hùng vĩ hơn khoảng 10.000 lần hay là các bạn chuyển về chế độ mà mọi người xem phim nó sẽ hơi ám vàng và nó dịu mắt các bạn xem buổi tối nhá rất thích và nó không làm cho mắt chúng ta khó chịu và bị mỏi hay mọi người sẽ còn có các chế độ trình tối ưu hóa dành cho việc khi các bạn chơi game và đặc biệt là TV này hỗ trợ lên đến tần số quét 120 hz tương thích cả dây sinh, free và VAA lúc mà chúng ta cắm PS4 Pro vào để chơi thì thực sự là với PS4 Pro giới hạn về phần cứng chỉ trải nghiệm được 60 FPS nhưng TV sẽ tự động nhận diện được là PS4 hỗ trợ chúng ta là HDR và nó thay đổi cái sự setting ở trong game luôn và các bạn trải nghiệm chơi game sướng hơn. Và nếu các bạn có những chiếc như PS5 hay là những cái thế hệ của những chiếc laptop hay PC khủng, các bạn cắm vào đây, các bạn có thể trải nghiệm lên đến, đến 120 Hz và nó gần như không có hiện tượng xé hình để khi các bạn chơi game tốc độ cao khi các bạn đua xe hay là các bạn chơi những tựa game nhập vai nhìn như này này đó các cái tựa game giải đố này nhìn cái khung cảnh hdr được xử lý nó sẽ đẹp và nổi bật hơn không bị các cái mảng tối khó nhìn nó không ngoa nhưng mà mình nghĩ là tv oled evo thời điểm hiện tại thực sự là cái trải nghiệm chơi game tốt nhất cho các bạn luôn và nhiều các cái tổ chức và chuyên gia cũng đã review rồi chứ không phải mình kiểu nói mõm đó và ngoài ra nhá, các bạn sẽ nhìn thấy nó còn có các cái chế độ là dành cho chuyên gia về phim ảnh, phim maker Để ai có nhu cầu khắt khe về hình ảnh và các bạn muốn thưởng thức Giống như kiểu là nhà sản xuất phim họ muốn như thế Truyền đạt đúng ý tưởng của họ luôn Thì các bạn có thể xem cái này Và các bạn phải hiểu là cái chỉ số sai màu của chiếc TV này khi chuyển sang các chế độ chuyên nghiệp NTE của nó chỉ dưới 2 mà thôi Thấp hơn 2 Và nó thể hiện sự chính xác của TV OLED là như thế nào và khi các bạn mở Netflix lên thì sự tuyệt vời sẽ xuất hiện Đó là TV chúng ta sẽ có hỗ trợ các tiêu chuẩn Dolby Vision IQ Các bạn sẽ còn có cả cái chế độ âm thanh của Dolby s Và chỉ cần phim nó nhận ra một cái TV sẽ tự động kích hoạt cho các bạn luôn Không cần phải làm gì Và bên cạnh đấy nó còn có giảm sáng xanh Và nó là một trong những sản phẩm đem lại cái chứng nhận cho chúng ta là thoải mái cho mắt Dù mình đã từng dùng và cũng như trải nghiệm rất nhiều về các TV có trí tuệ nhân tạo AI Nhưng thể hiện rõ nhất chắc phải hỏi đến LG Các bạn nhìn đi trong phần setting của các bạn có một cái mục là dịch vụ AI Và <laughs> nó liệt kê chúng ta là Các bạn có hình ảnh AI chuyên nghiệp Độ sáng AI Và tự động chọn thể loại tức nhiên nó phát hiện ra là AI nó xem được cái video này là gì để nó xử lý Bởi vì nó được trang bị bộ xử lý hình ảnh trí tuệ nhân tạo AI Alpha 9 Gen 4 Đeo lại chip sử dụng thuật toán là Deep Learning để phân tích và tối hóa nội dung Nói thẳng thắn luôn, mình đã bật tất cả những cái AI này lên nhưng mà mình không cảm thấy sự khác nhau là gì cả Bởi vì thực chất là cái TV OLED này nó để gốc thôi nhé Setting mặc định đã hiển thị quá tốt Các nội dung 4K mọi thứ bật lên nó đã xem sắc nét rồi Nhưng mà chúng ta không cảm nhận được sự khác biệt một cách rõ rệt này Chắc là anh em nào mà phải khó tính hơn Làm về hình ảnh hay là phim ảnh phải phức tạp hơn Thì các bạn sẽ có phần đánh giá này tốt hơn so với mình Tuy nhiên phần âm thanh thì thực sự là một cái rõ rệt nhé Anh em có thể bật lên Các hiệu ứng âm thanh tạo ra từ cái này là rất hay Và nó khác bọt Bây giờ mình sẽ nói đến một trong những cái vai trò quan trọng của cái điều khiển. Nó không phải là một cái chuột bay đâu, mà nó là công cụ phân tích không gian của cái phòng xem phim và phản hồi lại để tạo ra được cái chất lượng âm thanh tốt nhất. Các bạn sẽ thấy là khi chúng ta kích hoạt chế độ này thì nó sẽ phản hồi lại điều chỉnh âm thanh Đó, thì nhờ điều này thì không gian của các bạn ở trong các phòng to nhỏ khác nhau TV sẽ dùng hiệu ứng âm thanh AI điều chỉnh cho phù hợp không gian của chúng ta Rất thông minh luôn Và thực sự là TV này còn có loa rất to ở âm lượng chỉ 30 thôi, phòng 25m2 là nghe điếc tai luôn rồi các bạn Đặc biệt là chế độ phim này, hay là các bạn thấy là lọc tiếng nhân vật nó sẽ làm chìm các âm thanh xung quanh xuống. tối trò chơi thể hiện rất rõ nhờ công suất của loa này lên tới là 60W. Một TV rất mỏng nhưng công suất loa cực kỳ khủng khiếp. Tự tin là với cái nhu cầu mà không quá khắt khe thì các bạn chỉ cần dùng TV này thôi, các bạn không cần phải mua bất kỳ một chiếc loa nào để sử dụng đâu. À, một trong những cái điểm quan trọng tạo nên sự khác biệt về trải nghiệm này là do nó dùng cái giao diện hệ điều hành là WebOS 6.0. Nó đưa các cái nội dung hot trending các bạn thấy là đây, mình thấy biết ngay là đang thịnh hành có những cái sự kiện những cái phim gì mà các bạn thể xem ngay lập tức. Nó sẽ giới thiệu chúng ta. Tuy nhiên thì chính vì thế mà giao diện home screen này nó hơi rối, các bạn nhìn này. Nó hiển thị quá nhiều những cái thứ này. À, tất nhiên thì nó sẽ cần thời gian để làm quen, nhưng nó cũng có một cái thế mạnh nha. Bạn nào mà đang ở trong hệ sinh thái của LG á, tức nghĩa các bạn có cả máy giặt, các bạn có điều hòa thì nhờ cái hệ sinh thái này nó có thể điều khiển rất nhanh mà đáng tiếc là do mình không có điều kiện dùng cái hệ sinh thái này nên mà mình cũng chưa trải nghiệm được cách tốt nhất và bạn có thể tìm thấy mọi thứ ở đây bao gồm là có cả apple airplay uh, kết nối google chromecast một trong những cái điểm nữa là liên quan đến điều khiển và các bạn thấy là nó có rất nhiều chức năng nhưng một phần hai các cái phím này không dùng được việt nam google assistant khi bạn bấm vào thì nó báo không hỗ trợ quốc gia này hay là các bạn có cả alexa không dùng được disney plus không dùng được prime video các bạn cũng không dùng được và mình thấy rằng một trong những cái điểm đó là trợ lý của lg thì phản hồi hơi chậm tức nghĩa không không được dùng Google Assistant ở Việt Nam mà LG sẽ có một trợ lý riêng và nó có thể trả lời một số câu cơ bản. Thời tiết hôm nay thế nào? Đây là dự báo thời tiết ở Hà Nội, Hà Nội, Hà Nội, Hà Nội sẽ nhiều mây hôm nay, dự báo mây bao phủ 90% vào hôm nay, các bạn thấy là cái giọng đọc thì không thực sự tự nhiên và các cái câu lệnh mình nghĩ sẽ phù hợp với các thị trường mà có tiếng anh còn ở việt nam chúng ta thì chắc cần phải thời gian để học hỏi hơn rất nhiều dành cho lg các thế hệ tiếp theo vì chiếc tivi này rất mỏng thì nó sẽ sinh ra một số cái ví dụ như bạn nào mà nhà đã có tivi treo tường ấy thì các bạn sẽ thấy cái ngàm đó nó không treo sát được vào cái này nhưng LG đã bán sẵn cho các bạn một cái bộ treo rồi nên các bạn sẽ tháo cái cũ lắp cái mới vào nó đẹp hơn rất nhiều Còn thứ hai bạn nào nhiều tiền thì mua cái chân đế để trông nó sang cái phòng mỗi tội nó chỉ ngang hông thôi các bạn xem thì các bạn phải ngồi cái ghế nào nó hơi thấp một chút và mình nghĩ rằng là với một chiếc tivi như này nó đem lại cho mình cái trải nghiệm giống một rạp chiếu phim ở nhà từ hình ảnh của nó là đẹp một cách vô đối âm thanh của nó thì nó hay một cách bất ngờ Người ta có bảo nhiều tiền có mua được hạnh phúc không? Người khác không biết nhưng câu trả lời của mình là có bởi vì cái trải nghiệm với chiếc TV này của mình nó quá sướng để nhà hay văn phòng mọi thứ đều phải nói là đỉnh cao các vì sao. Và đấy là toàn bộ các cái trải nghiệm của mình về TV LG OLED Evo lần này thế hệ mới thực sự nó cũng đem lại cho mình cái trải nghiệm nó hứng thú hơn, nhiều công nghệ xịn sò hơn nhưng mà cái cốt lõi của mọi TV OLED đó là mình chỉ hy vọng đến cái tầm nào mà cái giá tiền của nó và nhà nào cũng có thể có một chiếc TV OLED xịn sò để trong nhà thì đấy mới thực sự đó là cái lúc mà bùng nổ cho mọi cái trải nghiệm của chúng ta anh em nghĩ sao ai đã từng dùng TV OLED chưa hãy comment xuống bên dưới nào và hẹn anh em trong các video lần sau đừng quên like subscribe bấm chuông và vào siêu để xem những video trải nghiệm những sản phẩm công nghệ xịn sò này nhé và mình sẽ làm một cái bài so sánh OLED cũ và OLED mới nó khác nhau như thế nào bạn làm cái gì đấy Tôi đang tìm kiếm một góc nhìn mới Đang tìm kiếm những góc nhìn mới về công nghệ Hãy ghé thăm ngay vật studio.vn